Hôm nay là đang bảo dưỡng điều hòa của Mercedes 200. Như mọi người đang nhìn thấy trên cầu đấy. Con Mercedes 200 đời 2016. Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của Trần Dành Anh Xuân. Trong các rất nhiều các video trước thì các bạn đã được tham quan cái không khí hay là một vài cái hình ảnh của lớp sửa chữa xe máy tại trường Dành Anh Xuân. Thì video này ngày hôm nay của các bạn này, các bạn ơi, các bạn nhìn thấy này, có một cái logo của xe gì ạ, của xe Mẹc, đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta đang thấy rằng là thầy Lợi, giảng viên của khoa ô tô của trường Dạy Nghề Anh Xuân cùng với các bạn học viên của khoa đang sửa chữa một cái gì đó ở trên chiếc xe Mẹc này, đúng không các bạn? Trước khi thì hỏi thầy thì mình nói qua một chút rằng là có rất nhiều bạn quan tâm đến cái vấn đề là học nghề sửa chữa ô tô tại trường Dạy Anh Xuân thì có đầy đủ xe cộ để các bạn thực hành hay không, hay là như thế nào các bạn nhìn thấy là có xe tải này, các xe con này, đấy, toàn bộ cái khu sân trường này là đều là các bạn học viên của khoa tôi nha các bạn. Đây các bạn đang thực hành trên các mô hình của nhà trường đây các bạn, đấy, đầy đủ nhá. Đấy, các bạn đang học đấy, các bạn ngồi ở ngoài này, các bạn đang học thực hành này, còn các bạn ở phía trong các cái gian phòng đây phía này hay là cái phía trong kia thì là đang là học lý thuyết các bạn. Có thấy con Mẹc này so với các cái xe mà mình đã thực hành ấy, ví dụ trên các cái có thấy nó khác nhau nhiều không? Tương đối thì các dòng xe hiện đại thì nó cũng đều chung chung như nhau. Nó không khác mấy. Ok nha các bạn, đây là của bạn học viên của trường mình nhá. Okay. Thì chắc là thầy vẫn phải làm chính thôi, nhưng mà trong một quá trình thầy vừa làm thầy sẽ vừa hướng dẫn cho các bạn học sinh của trường mình đó các bạn. Ok, mình thấy thầy Lợi đang rất là bận thì mình cứ quan sát thầy một chút rồi trước khi chúng ta hỏi thầy nhé. Các bạn thì có thể thấy rằng là các bạn đang giống kiểu là thợ phụ ấy, đấy, phụ thầy làm việc. Trong quá trình này thì chắc chắn là thầy sẽ dẫn cho các bạn rồi. Mình hỏi các bạn này một tí nhá. Em ơi cho anh hỏi. Dạ. Thấy thầy làm thì có hiểu gì không? Có. Ok bạn ơi, mình vừa hỏi bạn ấy là thầy làm như này thì bạn có hiểu hay không? Bạn bảo có đấy các bạn. Tại vì là khi mình hỏi không biết là các bạn nghe rõ không, cho nên mình lại phải cầm lại mic. Em tranh hỏi là thế bình thường mình ok mình học ở đây ấy, thì mình có thường xuyên được làm trên các cái con xe nó mới đẹp đẹp như này không em? Có ạ. Ok, thì thường ở đây là có những dòng xe gì em nhỉ? Như BMW, Mẹc, Mercedes-Benz rồi Toyota, hãng Toyota. Ok các bạn ơi, các bạn có nghe rõ không ạ? Thì học ở đây ấy, thì các bạn học viên của trường mình thì ngoài những cái các cái
mô hình mà các bạn được học được thực hành ra. Đấy, sau khi các bạn đã hoàn thành được các cái gọi là các cái buổi thực hành, các cái gọi là gì nhỉ, các cái module đấy, các cái module mà các bạn là hôm nay học cái bài này đúng không, các bạn hoàn thành xong thì khi các bạn đến một cái bước nhất định đủ điều kiện để các bạn có thể là tham gia vào những cái buổi mà sửa chữa trực tiếp cùng với thầy như này ấy, thì chắc chắn rằng là cái kinh nghiệm của các bạn ấy nó sẽ rất là ok đó. Thì cái này ấy, các bạn, nhiều bạn chắc chắn sẽ lại phân vân rằng là ồ vậy thì học ở gara ấy, gara ô tô đúng không? Các bạn thường xuyên được tiếp xúc với rất nhiều cái xe của khách hàng mới đúng không ạ? Nhưng mà các bạn phải biết một điều rằng là để mà các bạn có thể được gọi là được tham gia sửa trên tất cả các con xe mà ở gara các bạn làm việc ấy, đúng không ạ? Thì cũng không phải là các bạn ai cũng có thể là được sửa ngay. Ý là các bạn phải đạt đến một cái trình độ nào đó để các bạn mới vào sửa được, đặc biệt là những con xe sang như thế này đúng không các bạn? Còn tại trường Dạy Nghề Xuân ấy các bạn, thì khi mà các bạn được học từ cái lý thuyết cơ bản nhất, rồi đến khi các bạn được thực hành, đấy, được các thầy cầm tay chỉ việc như thế này, các thầy vừa làm các thầy vừa chỉ cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ nhớ rất là lâu, đúng không ạ? Sau khi các bạn thực hành xong thì các bạn nó sẽ trở thành một cái kỹ năng rồi ấy. Thì khi các bạn có những kỹ năng rồi thì các bạn gặp những con xe kiểu như thế này, nó chắc chắn là nó sẽ rất là quen tay. Và như mà các bạn học viên của mình vừa chia sẻ, các bạn thấy rằng là cái việc mà những cái việc mà đang sửa chữa thay thế này nó rất là đơn giản đó. Thì các bạn có thể là bạn nào mà đang gọi là trong cái video này thì mình tranh thủ mình nói về cái vấn đề đấy thôi. Thì bạn nào mà đang phân vân giữa việc là học sửa chữa ô tô tại gara hay tại nhà trường ấy, thì các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé. Bởi vì là mỗi một cái phương án lựa chọn học ở đâu ấy, nó cũng rất chi là tùy từng hoàn cảnh, tùy từng cái nhu cầu mong muốn của các bạn để các bạn có thể tham gia học nhé các bạn. Đây, và đây mình đang thấy thầy và trò trường Thanh Xuân đang làm cái gì đó các bạn ạ. Mình sẽ hỏi thầy Vinh nhá. Thầy Vinh ơi, thầy và các học sinh của trường mình đang làm món gì đấy thầy? Hôm nay là đang bảo dưỡng điều hòa của Merc E200. Như mọi người đang nhìn thấy trên cầu đấy. Con Merc E200 đời 2016. Đây là cái lốc lạnh của nó. Còn đây là cái van áp suất. Thì các học viên của mình học bao nhiêu lâu thì có thể là tham gia được vào cái quá trình mà thầy đang hướng dẫn đấy? Đối với cái hệ thống điều hòa thì nó khoảng rơi vào khoảng 2 đến 3 tháng là mình sẽ thực hành trên xe. Đấy, ok cho các bạn. Đấy, tức là khi các bạn đã hoàn thành được một cái mức độ nào đó rồi ấy, thì các bạn sẽ được tham gia trong cái cùng với các thầy là mình sẽ sửa chữa. Ok, thì trong video ngày hôm nay có gì ấy, thì mình muốn chia sẻ các bạn một chút về cái trang thiết bị của các bạn học sinh khoa ô tô thôi các bạn. Đấy, mẹt hẳn hoi, trắng tinh xương luôn. Đấy nha các bạn. Nhìn chung là anh em mà đã tham gia thực hành cái xe này thì gần như là mọi người cũng là học ở đây vài tháng rồi, thì là gần như là tay nghề cũng khá là vững rồi. Tuy nhiên thì là một vài cái thì cũng là thông qua thầy chỉ nữa. Thì tóm lại là các bạn thực hành cũng khá là ok. Và hôm nay như mọi người thấy là cái xe Merc E200 này thì đã hoàn thành, chuẩn bị là giao cho khách hàng. Các công đoạn cuối cùng kiểm tra là để giao với khách hàng. Thì ai mà khi buổi đầu mà tiếp xúc với những cái dòng xe sang, ví dụ như xe Đức, xe Mỹ, thì là thông thường thì nó sẽ có các cái xe châu Á. Thì là nói chung là mọi người cũng trong cái quá trình mà
thực hành rồi làm việc thì mọi người cố gắng là thực hành. Đối với học sinh ở trường này thì là ở đây thì cũng là không phải là mỗi xe châu Á, có cả xe B, xe Mẹc cũng có, thì là ít nhất là mọi người cũng đã được thực hành, tìm hiểu và làm quen về các cái dòng xe đấy thôi. Nếu như các bạn nào mà đang mong muốn học nghề sửa chữa ô tô nhưng mà còn rất nhiều các cái băn khoăn hay là những cái lo lắng hay là bất kỳ một cái vấn đề gì đó mà các bạn cần được tư vấn hỗ trợ, thì các bạn hãy vui lòng để lại số điện thoại ở dưới video này, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với số hotline 0961 677 446 để được các bạn tư vấn viên của nhà trường sẽ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là hiện nay thì nhà trường cũng có rất nhiều các cái chương trình ưu đãi giảm giá để các bạn có thể làm có thêm những cái có những bạn hoàn cảnh hoặc là những cái bạn gặp khó khăn một chút về kinh tế, các bạn có thể là dễ dàng đăng ký học của bên nhà trường nhé. Thì chi tiết hơn các bạn hãy vui lòng liên hệ từ số online mình vừa đọc nhé, 0961 677 446 để được tư vấn hỗ trợ nhé các bạn. Rồi ok, thì trong các video sau ấy thì mình cũng sẽ lại chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh của các có thể là của lớp học sửa chữa ô tô hoặc cũng có thể là của các lớp học khác trong cái series là sửa chữa nghề thanh xuân hôm nay có gì nhé các bạn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Bye bye.